Bonsoir tout le monde, xin chào mọi người. Wow, mình có người bạn muốn học cách làm ớt sa tế. Nay bạn mình tự làm, mình chỉ làm thôi. Đây là ớt sa tế có loại, mình bỏ hai loại ớt. Vas-y. Mình bỏ loại ớt này với loại ớt này để xay lên nha. Em mình après tu mets plein et mixer. Rồi mình bỏ thêm ớt bột này với ớt này nữa. Những nguyên liệu làm ớt sa tế: sả, dành bỏ thêm tương ớt này vô nữa. Tương ớt này rất rất là cay. Trời ơi nó nồng sa tế. No, mets sur une assiette. Voilà, enlève. Giết người không cần dao kéo cái gì hết á, chỉ cần dùng ớt này được rồi. Không mong giờ. Nó cay quá. Hả? Tu veux faire encore une fois? Non, 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 continue. Non. Attention, Ryan. Chỉ là giai đoạn đầu thôi. Nó đang kêu mình chết từ từ. Ôi, chóng mặt quá. No. Tu. Oui. Si t'as envie, fais plusieurs fois, vas-y, moi je m'en fous. Ça pique. T'as pas besoin de tuer. Ça suffit, faire comme ça. Oh, ça pique. Đã vậy còn là mùa đông nữa chứ. Cửa sổ không mở được nữa. Giờ mình bỏ dầu ăn vô. Attends, c'est chaud, Aya. C'est chaud. Quand tu appuies là, c'est... Ça va fondre. Oui. Vas-y. Đợi dầu ăn sôi lên. Xong. Nóng lên. Khó thở quá. Cái mùi ớt. Rồi mình sẽ bỏ tỏi vô. Bỏ tỏi vô. Mình lúc mình bỏ tỏi vô thì mình giảm lửa. Không ơi là tỏi nó khét lẹ lắm. Tối mình đã xay sẵn rồi. Đã tô. Non, c'est bon. Citronnelle. Citronnelle. Giờ bỏ sả vô. Chứ mẹ bắt bắt tủa. Ai ai ai. Tu. Encore.
Deuxième sac citronnelle. Tout. Tu mixais pour faire quoi? Tu mixais pour garder le bois dans ton verre? Mettre les cuillères dedans. Voilà, mettre les, on prend le cuillère comme ça, on met le dedans, on fond le casserole, après ça colle pas. Mình bỏ cái muỗng muỗng này gọi là muỗng gì ta? Muỗng sứ, muỗng gì không biết nữa. Bỏ dưới nồi vậy, mỗi lần mình quậy như vậy cái nồi nó không có bị dính. Mình bỏ ớt này vô nữa. Moche. C'est bon moi, je dis moche. Oui. Oui, 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 oui. Non, l'après, j'ai besoin de ça, moi. Faut pas travailler avec. Tiens. Après, tu mets un piment de l'ail. Combien? Une. Deux. Non, non, attends, je vais voir. Bỏ này vô nữa. Thì đi phục. Vas-y. Ăn này chắc chết quá. Không biết sao nó mê ăn ớt quá. Top. Et les plus importants dans ce piment saté. Non, non, tu laves les mains. Tu laves les mains, s'il te plaît. Si ta main a des piments, quand je travaille avec ça, après j'ai des piments partout. 3 cuillères. 3 muỗng. 1 nêm. Lát rồi mình nêm nếm lại nếu mà thấy dừa nha. Là được. Thêm 1 muỗng. Bây giờ mình nấu từ từ cho nó chín hết. Mình nấu một cuit doucement. On goûte le goût. Tout à l'heure j'ai mis ça. Et après on goûte le goût. Si c'est bon, ça manquait rien. Voilà, on est terminé. Herb saté. Piment au saté. Trời cay quá. Allez, important. Tout ce qu'on veut garder, garder dans le frigo. Mais jamais laisser manquer de l'une. Parce que si on finit pas, après il n'y a pas assez l'une. Piment il va pourrir. Chaque fois on met de l'une dépassée un peu piment. L'une de tournesol. Voilà, terminé le saté, piment saté.